Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hoa Mai Chú, sau khi Niệm Băng được Lý Đắc dẫn đi tham quan thư viện, thì hắn biết được một bí mật động trời rằng viên đá băng tuyết nữ thần là một thần khí. Nếu muốn an toàn rời khỏi băng tuyết thành, thì hắn tuyệt đối không thể sử dụng thần lộ đào được nữa, mà phải tranh thủ thời gian nâng cao ma pháp. Lý Đắc có việc phải rời đi ngay, nên Niệm Băng đã ở lại thư viện đọc sách. Đang đọc thì Linh Nhi đi tới, nàng tỏ ra e ngại về nhưng vẫn bắt chuyện với hắn. Nàng rất ngạc nhiên khi thấy hắn lại ở tầng 1 đọc sách. Với tu vi đại ma pháp sư của hắn thì phải lên tầng cao hơn để đọc mới phải. Niệm Băng khiêm tốn đáp lại, do ma pháp cơ bản của mình còn kém nên đây chính là cơ hội để học lại. Nàng ta ngỏ ý dù Niệm Băng đi ăn tối, hai người cứ tỏ ra e ngại như đang thầm thích nhau. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này thì Linh Nhi cũng lên tiếng. Mấy năm nay, Niệm Băng chính là đại ma pháp sư đầu tiên tham gia công hội nên rất được phụ thân của nàng xem trọng. Mặc dù được đãi ngộ rất tốt, vậy nhưng sở dĩ không có đại ma pháp sư tham gia công hội là vì ngũ đại đế quốc đều có công hội ma pháp sư. Mà đế quốc băng nguyệt do có sự tồn tại của băng thần tháp nên vẫn luôn được coi là nơi có thực lực ma pháp mạnh nhất trong ngũ đại đế quốc. Trên thực tế, công hội của Long Chí lại là nơi có thực lực yếu nhất trong các công hội của ngũ đại đế quốc. Chỉ có duy nhất Long Chí là ma đạo sư, còn có 8 vị ma đạo sĩ, tính cả Niệm Băng là đại ma pháp sư thì cũng chỉ có được 39 người. Những công hội khác, bọn họ đều có ít nhất 2 vị ma đạo sư. Đặc biệt là công hội của đế quốc Hoa Dung có đến 3 vị ma đạo sư hệ hỏa, một trong số đó là Dung Thần Vương. Nghe thiên hạ nói, thực lực của ông ta đã gần đạt tới thần giáng sư rồi. Nghe vậy, Niệm Băng cũng có chút mùi lòng, hắn hứa với nàng sẽ cùng với Long Chí gây dựng một công hội ngày một lớn mạnh. Lý Nhi rất cảm phục trước lực khống chế ma pháp của hắn trong trận so tài ngày hôm nay, nên đã ngỏ ý muốn hắn dạy dỗ cho mình, cùng nhau tu luyện ma pháp. Nàng đưa Nam Chính đến đại sảnh dùng bữa tối. Long Chí vừa nhìn thấy Niệm Băng liền khen ngợi không hết lời. Hắn kể lại cho ông ta nghe, bản thân đã từ mò mẫm tu luyện ma pháp đã hơn 10 năm nay rồi. Trước giờ chưa từng được học qua ma pháp hệ băng cao cấp, nên chỉ có thể tự mình rèn luyện nhiều lần ma pháp cấp thấp, sau đó mới luyện ra được lực khống chế. Bỗng nhiên, Long Chí thắc mắc hỏi thăm lai lịch, có phải hắn là người của đế quốc Hoa Dung không? Lời này khiến Niệm Băng chột dạ, vậy nhưng vẫn nhanh chỉ đáp lời. Quê nhà của mình đúng là ở đế quốc Hoa Dung, chỉ là từ nhỏ đã cùng cha mẹ rời khỏi quê nhà. Long Chí lại tiếp tục hỏi thăm 3 ngày này hắn đã đi đâu. Lý Đắc và ông đã cho người tìm hết trong tất cả các nhà trọ ở băng tuyết thành mà vẫn không thấy. Thấy Long Chí vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, Niệm Băng đành tiết lộ mình có một người bạn mở tiệm rèn sắt ở trong thành nên đã tới đó ở tạm. Đang nói chuyện vui vẻ thì Lý Đắc đi tới tìm Long Chí để nói chuyện. Dùng bữa xong, sư cửu dẫn Niệm Băng đến ký túc nghỉ ngơi. Ký túc của công hội đều là các phòng riêng, mỗi phòng đều có một mật mã ma pháp riêng biệt. Niệm Băng được sắp xếp ở một phòng, bên trong phòng lại có một pháp trận. Đây là thanh khiết pháp trận dùng để dọn dẹp ký túc. Hắn nhìn xung quanh khắp căn phòng thì thấy có một cái tủ đựng đồ từng bị phong ấn. Ma pháp nguyên tố trên đó là do ma pháp sư từng ở đây để lại. Sư cụ cho biết hắn cũng có thể tạo một phong ấn mới của riêng mình. Vừa dứt lời thì tên này đã tung ra ma pháp đánh lén Nam Chính. May mà linh giác của hắn nhanh nhạy nên kịp thời tránh né. Thì ra là tên sư cửu này vẫn còn cay cú trước bại trận ngày hôm trước, nên lần này hắn quyết lấy lại danh dự cho bằng được, gã tạo thành một bức tường đá che chắn. Vậy nhưng lại bị Niệm Băng xuất bằng phòng phá hủy, hai người tấn công kịch liệt, không người nào chịu thua người nào. Hai ma pháp thổ và băng va chạm với nhau kịch liệt, tạo nên một vụ nổ lớn. Sư cửu bay lên không trung điên cuồng xuất ra thổ tiễn tấn công, Niệm Băng ở phía dưới cũng xuất ma pháp băng tiền đáp trả. Vì tinh lực chưa kịp hồi phục sau trận chiến bàn nãy nên Nam Chính đã bị hất văng ra xa. Hắn tung ra vũ khí đại xích băng rồi nhảy lên không trung chém đôi hàng phòng thủ của sư cửu. Đánh đấm một lúc, sư cửu cũng mệt lả người, vậy nhưng vẫn tiếp tục khiêu chiến. Gã tạo ra một lớp bảo thủ, xung quanh toàn là bụi mù rồi dùng kế ẩn thân chi thuật, âm thầm tấn công bất ngờ. Niệm Băng dùng băng lăng pháp trượng xua tan hết đám bụi mù. Sư cửu dần dần hiện ra, tên kia đánh ra nhiều tảng đá to tướng lao về phía Nam Chính. Niệm Băng nhanh tay xuất băng pháp phá vỡ chúng rồi lao lên tấn công, phải nhưng bị tên kia ngưng tụ ra một bức tường ngăn cản và hất văng hắn ra xa. Giành được ưu thế nên gã liền được đà chế giễu, cho rằng Niệm Băng dù có là đại ma pháp sư thì có sao cờ chứ. Đứng trước ma pháp hệ thổ thì ma pháp sư hệ băng không có cửa. Trước lời thách thức của tên kia, Nam Chính cực kỳ phẫn nộ, hắn tỏ ra một pháp trận băng băng rồi tung ra vô số băng tên tấn công, vậy nhưng vẫn bị sư cửu ngăn cản toàn bộ. Sư cửu đồng thời sử dụng hai loại ma pháp hệ thổ và hệ mộc, tạo ra một bức tường bao vây xung quanh Niệm Băng. Loại ma pháp này có tên là Đại Địa Sơn Nhạc. Niệm Băng dùng băng lăng pháp trưởng, cố gắng phá vỡ vòng vây về nhưng không được.
rễ thực vật sẽ làm cho thổ nhưỡng thêm kiên cố. Tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cho dù hắn có dùng băng pháp chém như thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều vô ích. Trong tình thế nguy cấp đó, hắn mới xuất ra tuyệt chiêu mà bản nãy học được từ sư cửu. Từ sau lưng hắn, hiện ra một sợi dây xích băng băng dày. Chúng quay đều thành một vòng tròn, rồi tạo thành những bức tường băng kiên cố. Xuất hiện xung quanh bức tường băng là những lớp băng nhọn sắc bén, rồi càng lúc càng tiến lại gần sư cửu. Bản nãy tên kia còn đắc ý, sao lại bắt đầu hoang mang, uy lực của bức tường băng quá mạnh. Nó nhanh chóng phá vỡ chiêu thức từ sư cửu. Thấy tên kia đã hoảng sợ tột độ nên hắn cũng thu tay lại. Bây giờ hắn còn phải ở lại công hội một tháng nên không thể gây ra rắc rối gì thêm. Sau một hồi nói chuyện thì Niệm Bằng cũng đã biết được tâm tư của sư cửu. Hóa ra tên này sợ nam chính tán tình Linh Nhi nên mới tức giận. Niệm Bằng khẳng định mình không có ý gì với Linh Nhi. Mục đích gia nhập công hội là muốn tu luyện ma pháp mà thôi. Sư cửu nghe vậy cũng an tâm. Đã vậy, Niệm Bằng còn gọi gã ta là đại ca, khiến cho gã đắc ý, tỏ thái độ rất nhiệt tình. Chỉ cần Niệm Bằng không có suy nghĩ quá phận với Linh Nhi, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói với gã. Sau khi thay y phục của công hội liền tới đại điện gặp Lý Đắc. Lý Đắc gọi Niệm Bằng đến là vì muốn biết một chuyện. Hắn là người tu luyện ma pháp hệ băng, vậy nhưng tại sao lại không đến băng thần tháp? Chỉ có ở đó mới có thể học được ma pháp hệ băng lợi hại nhất. Niệm Bằng cho biết, nếu muốn gia nhập băng thần tháp, thì phải cắt đứt hết tất cả mối quan hệ với người thân, bạn bè mà hắn thì lại không muốn bị bó buộc, càng lại không thích loại quy tắc bá đạo đó. Lý Đắc nghe vậy liền tức giận quát thẳng vào mặt nam chính. Lão chính là mồi trong thập nhị băng tuyết tế tư của băng thần tháp. Này lão cho nam chính một cơ hội rời khỏi công hội ma pháp sư để gia nhập vào băng thần tháp. Tuy nhiên, ý của Niệm Bằng đã quyết, dù ngày hôm nay có phải đổ máu ở đại điện này đi chăng nữa, thì hắn cũng nhất quyết không gia nhập băng thần tháp. Trước khi gia nhập công hội, hắn đã lập khế ước về cống hiến hết mình nên tuyệt đối sẽ không phản bội lại công hội. Lý Đắc không chịu được nữa, lão bay lên không trung rồi triệu hồi ra 7 loại ma pháp, tập trung sức mạnh của chúng vào pháp trưởng. Niệm Bằng cầm pháp trưởng lao tới tấn công lão xa kia vậy nhưng không được. Ngay lập tức, ông ta tạo ra một thủy cầu khổng lồ, tạo ra những cơn sóng lớn tấn công Niệm Bằng. Niệm Bằng cũng xuất ra hoàng băng chi trùng đòn đỡ. Đáng tiếc là không được, không còn cách nào khác, nam chính đành phải bỏ chạy. Lý Đắc nhanh chóng đuổi theo. Hai trận chiến ngày hôm nay đã làm cho hắn tiêu hao quá nhiều ma pháp lực hệ băng. Dù là vậy thì hắn lại không thể dùng được ma pháp hệ hỏa. Cứ tiếp tục như thế này thì ma pháp lực hệ băng trên người sẽ bị rút cạn. Lý Đắc tạo ra một vòng bao vây bằng băng sắc nhọn, nhốt Niệm Bằng ở bên trong. Sau đó điều động vô số mũi tên băng lao tới tấn công. Niệm Bằng chỉ biết xuất băng ma pháp để chống đỡ. Đánh nhau từ xa được một lúc thì hai người chuyển sang đánh cận chiến. Vừa giao thủ, Lý Đắc vừa nói rằng gia nhập băng thần tháp không những tiếp tục được sống mà còn có thể được trọng dụng, thậm chí là trở thành mồi trong thập nhị tế tử. Tuy nhiên, Niệm Bằng vẫn nhất quyết không thay đổi ý kiến, cho dù có chết cũng không gia nhập băng thần tháp. Lý Đắc càng thêm tức giận, lão tung ra chiêu thức mạnh hơn. Trong lúc nguy hiểm, Niệm Bằng đột nhiên nhớ tới cha cực. Trước đây, sư phụ đã từng dạy cho hắn loại võ đứng đầu ngũ đại đạo pháp của Ngưỡng Quang Đại Lục. Một là để nâng cao trung nghệ, hai là hy vọng trong lúc Niệm Bằng không có cái gì để dựa vào thì dùng nó để bảo vệ bản thân thật chu toàn. Hắn nhắm mắt, tập trung ngưng tụ chiêu thức. Rất nhanh, hai thanh kiếm băng cũng xuất hiện lao tới phá tan thủy cầu. Điều này làm cho Lý Đắc há mồm sợ hãi. Hắn nhanh chóng tạo ra một bức tường băng để chống đỡ. Vậy nhưng, Niệm Bằng đã điên cuồng lao tới phá tan lớp khiên, đánh cho ông già này bị trọng thương. Đang đến đoạn gây cấn thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào!